Rồi, xin chào cả nhà đã đến với kênh YouTube Võ Thanh Hiền TV của mình nha. Thì hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình đến cửa hàng Head Honda Thu Vân ha. Thì địa chỉ cửa hàng Head Honda Thu Vân là ở quốc lộ 80 thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp ha. Thì số điện thoại là 02773 840668 ha. Thì cửa hàng là đối diện gốc cầu Cái Tàu Hạ nha cả nhà, Cái Tàu Hạ ha, của huyện Châu Thành. Thì hướng này hướng từ Sa Đéc xuống ha, thành phố Sa Đéc xuống. Thì qua gốc cầu là tới nha cả nhà. Thì hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình vào bên trong cửa hàng quay cái dòng xe là số phổ thông nha cả nhà. Cái dòng xe số phổ thông như là quay Avalanche nè, quay GSX nè nha. Rồi mình xin báo cái giá để cả nhà nắm và có chương trình khuyến mãi trả góp như thế nào ha. Rồi xin mời cả nhà cùng theo mình nha. Rồi mình sẽ vào trong quay cái dòng xe Avalanche nha cả nhà, quay Avalanche nha. Mình nói lộn Avalanche rồi. Đây, quay Avalanche. Đó. Thì cái dòng xe số này cũng được lộng các anh chị em mình. Thì nó tựa nhỏ gọn như giống như Sirius cả nhà. Đó, thì hôm nay mình sẽ báo cái giá luôn, cái giá để cả nhà nắm ha. Báo cái giá để cả nhà nắm. Thì quay Avalanche này nó có 3 phiên bản nha cả nhà. Đó. Phiên bản thứ nhất là hoành năng hoa phanh cơ, đó. Phiên bản thứ hai là hoành năng hoa phanh đĩa. Còn phiên bản thứ ba là hoành đúc phanh đĩa nha. Thì nó ba phiên bản. Thì cái phiên bản đầu tiên là phiên bản là hoành năng hoa phanh cơ nha. Đó. Thì phiên bản này mình xin báo cái giá luôn ha. Mình báo giá từ phiên bản luôn. Đó. Thì hoành năng hoa phanh cơ này á thì em nó có cái giá là 21.500. 21.500 cho cái hoành năng hoa phanh cơ nha. Đó. Thì cái giá là bao gồm biển số cho cả nhà, phí lăn bánh rồi hết luôn cho cả nhà ha. Thì cả nhà 21.500 là mình lăn bánh luôn nha cả nhà. Đó. Thì quay Avalanche thì cả nhà không còn xa lạ gì ha. Thì em nó thì rất là được lòng anh chị em từ Việt Nam mình, nhỏ gọn giống như là chiếc Sirius vậy đó. Nhưng mà nó của hãng Honda ha. Rồi mình báo cái phiên bản khác luôn ha. Thì mình không có phiên bản khác, nhưng mà mình nói luôn để cả nhà nắm. Cái phiên bản thứ hai là cái phiên bản hoành năng hoa phanh đĩa ha. Hoành năng hoa phanh đĩa thì nó là 22.500 nha cả nhà ha. 22.500 đó. Rồi còn phiên bản thứ ba là phanh đúc, phanh bên cái mâm đúc phanh đĩa là 24.500 ha. Đó. 24.500. Thì hôm nay ở đây có một chiếc này thôi, có một chiếc thôi, mình xin báo cái giá luôn để cả nhà nắm ha. Để cả nhà nắm và có sự lựa chọn nha cả nhà. Nó thì em nó có chương trình khuyến mãi là trả góp là không lãi suất ha, không lãi suất. Thì áp dụng từ hôm nay cho tới 30 tháng 9 nha cả nhà. Tới 30 tháng 9 ha. Thì cái chương trình trả góp 0% này á thì cả nhà rất là tiện lợi nè, mình không tốn cái khoản lãi suất nào hết. Đó, chỉ mình trả cái 30% của giá trị xe, là mình lấy xe về mình chạy ha. Lấy xe về chạy mà trả góp á, thì không có lãi suất, là không có lãi nha cả nhà. Cũng rất là tuyệt vời nè ha. Đó. Thì ai yêu mến cái dòng quay Avalanche này á thì hãy liên hệ ha. Rồi. Nếu ở gần hãy đến cửa hàng, nếu mà ở xa thì hãy liên hệ số điện thoại ha. Mình được báo cái giá cụ thể chính xác từng phiên bản ha. Rồi tới mình xin qua cái dòng của GSX nha cả nhà. Qua GSX luôn ha. Hôm nay mình báo giá cái dòng GSX luôn. Đó. Thì có phiên bản, bên đây là phiên bản Bentley Edition. Phiên bì là phiên bản màu nhám nha cả nhà. Phiên bản màu nhám này thì nó mắc hơn cái phiên bản màu bóng nha. Đó. Phiên bản này là phiên bản màu nhám, có cái tem rất là độc lạ, rất là tuyệt vời. Đó. Rồi. Thì cái chương trình nó cũng như vậy luôn nha cả nhà. Chương trình nó cũng vậy luôn ha. Nè, đây là phiên bản bánh căm kia bằng hoành năng hoa phanh đĩa ha. Đó. Thì cả nhà cũng biết rồi ha. Em nó thì nó có bánh căm nè, bánh mâm nè, phanh đĩa nè,
bánh phân cơ nè. Rồi mình xin báo giá từng loại luôn, chung trong cái clip này luôn nha cả nhà, để cả nhà nắm nha. Rồi thì EGXX á, thì mình nói cái phiên bản là pencil đi ha, pencil màu đen nhám, phanh đĩa hoành đăng hoa. Thì em nó có cái giá là 25.500.000 ha, 25.500.000. Thì em nó là cái giá này giá bao biển số cho mình luôn rồi ha, đó, cửa hàng bao biển số mình luôn rồi, rất là tuyệt vời. Thì em nó có quỳnh nè, quỳnh đăng hoa nè, phanh đùm nè, thắng đĩa nè, cái nhà thấy cái đùm rất là đẹp ha, cái nhà thấy cái đùm này tựa tựa như cái đùm của quay thái đó nha, nó kiểu na ná vậy đó, nó giống vậy ha, nhìn cũng rất là có duyên đó. Rồi thì tới cái phiên bản màu đỏ bóng này thì em nó có cái giá nè, em nó phân cơ nha, phân cơ quỳnh đăng hoa chứ không phải phân đĩa ha. Thì em nó có cái giá là 23.900.000 ha, đó, 23.900.000. Thì cái giá này là cửa hàng đã bao phí biển số cho mình luôn, giá này giá lăn bánh nha cả nhà, giá lăn bánh luôn ha. Thì cái dòng quay EGX này thì rất là đẹp, rất là đồng thanh đồng thủ ha, nè, có cái cạn nhám cầm rất là im tay cả nhà, nè, rất là im tay ha, đó, đây, thì EGX này á thì phun xăng điện tử FI vậy cả nhà, FI ha, phun xăng FI, đó, còn quay Black á thì bình xăng con nha cả nhà, quay Alpha thì bình xăng con. Mình sẽ báo cho cả nhà nắm ha, để mình biết cái gì mình báo để cả nhà nắm đó. Chỉ có quay EGXX là phun xăng điện tử nha cả nhà, đó. Phun xăng điện tử thì nó tiết kiệm xăng hơn đó, nhưng mà cái giá nó mắc hơn, nó mắc hơn cái bình xăng cơ ha, bình xăng cơ. Rồi thì cái chương trình áp dụng là trả lãi suất 0% 0% đó, thì áp dụng từ ngày 19 xin lỗi từ hôm nay tới 30 tháng 9 ha, 30 tháng 9. Rồi. Cả nhà chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình xin một cái đăng ký kênh ha, và cho xin một like và chia sẻ cho mọi người cùng biết ha. Để yêu thích cái dòng xe yêu thích của mình thì mình đến mình trực tiếp cửa hàng, còn không mình điện thoại ha, điện thoại được tư vấn ha. Rồi. Thì video mình làm tới đây mình xin kết thúc nha cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà đã xem video của mình ha. Rồi. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.